Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có trên tay là chiếc Vivo Y17. Thì chiếc Vivo Y17 này chúng ta có thể nói là cái phiên bản nâng cấp của chiếc Vivo Y15 trước đó. Cũng giống như là chiếc Vivo Y12 thì nó là phiên bản thấp hơn của Y15. Thì hiện tại mình đang có chiếc Vivo Y17 với màu là màu tím các bạn ha. Màu tím đen. Về thiết kế thì nó cũng cũng không khá khác xa về lắm về cái chiếc Y15 trước đó. Thì ở đây chúng ta cũng có cái màn hình halo IPS LCD 6,35 inch các bạn nha, HD LED, HD cộng á. Android thì chúng ta sẽ có hệ điều hành Android 9.0. Camera thì chúng ta sẽ có cụm camera phía sau với một cái camera chính là 13 megapixel, một camera phụ 8 megapixel và một camera tele 2 megapixel. Camera chính phía trước thì chúng ta sẽ có camera chính 20 độ phân giải 20 megapixel. Về CPU thì nó chạy con chip MediaTek Helio B35 8x64 bit nha. RAM thì chúng ta sẽ có RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Bản Y15 thì bộ nhớ trong chỉ có 64GB thôi, RAM vẫn 4GB. Hiện tại Y17 này nó được nâng cấp lên đến 128GB nha các bạn. Nó ngoài ra thì nó có còn hỗ trợ thêm mình cái thẻ nhớ ngoài lên đến là 256GB. Sử dụng thêm hai SIM nano. Dung lượng pin là 5000. Có sạc nhanh nha. Ở đây thì chúng ta vẫn giữ sử dụng cái jack sạc là micro USB. Thì ở kế bên đây nó sẽ có cổng jack sạc 3.5 cùng ống loa. Nói chung thì cái dòng Y15 này cũng không có Y17 này cũng không khác xa vì với cái Y15 các bạn. Rồi hiện tại cái giá bán này hiện tại là giá là 5.290.000, đang được đặt hàng tại Thế Động nha. Chưa có hàng chính thức. Rồi Y17 này hiện tại thì nó có màu tím hơi đen các bạn ha. Màu tím đen nhưng mà không biết hãng kêu chính thức là gì. Tím đen và một màu xanh. Rồi thì mình vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn cái sản phẩm là Vivo Y17. Một sản phẩm sắp được Vivo bán chính thức. Rồi, các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn nha. Bye bye.